sự chữa lành, giải cứu và tiên tri trong danh Giêsu. Mục sư TV Joshua. Cette femme souffre de difficultés à marcher, de l'arthrose rhumatoïde, utilisant un corset lombaire, aussi des bandages au niveau de ses genoux, dû à la flexion. Nous voyons l'homme de Dieu en train de prier pour elle. Vamos al nombre de Dios orando por esta mujer que sufre dificultad para caminar debido a una artrosis severa, se encuentra usando un corset lumbar. También vemos que ya sufre de menstruación cesada por 3 años. Các bạn đang xem một người phụ nữ bị bệnh thấp khớp và bệnh gút ở đầu gối đã được 3 năm. Đã được và hiện tại đang được chữa lành bởi quyền năng trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, tôi được đi lại. Tôi đi lại được. Thank you for healing my mom. Thank you for 3 years now. She has been. Người đàn ông này bị bệnh cứng cổ và có nan đề vỡ cột sống. Ông đang được cầu nguyện bởi mục sư tiên tri TV Joshua bởi quyền năng của Thánh Linh trong danh của Chúa Giêsu Christ. Và ông được tự do, được lành bệnh. Amen. Ông còn được lành bệnh hẳn bỏng đái, không sanh con, đã bao tử, đã được 15 năm. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu. Và có năng để đi đứng. Và bị nứt xương cổ chân và bị bệnh viêm xương khớp, bị rộng xương. Đã được 4 năm rồi. Con dificultad para caminar debido a una fractura en el tobillo, ya se encuentra imposibilitada para caminar. Hãy đứng lên. Vemos cómo ella recibe su sanidad en el nombre de Jesús. Thank you. Cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you. Xin hãy giúp tôi. Tay và chân tôi rất đau và tôi có bị bệnh trầm cảm. Xin hãy giúp tôi. Mujer se encuentra con dificultad para caminar debido a una osteoartritis que tiene. Bị tay, vai đều bị đau, bị mập, bị mất ngủ, trầm cảm đã được 10 năm. Xin hãy giúp tôi, hỡi người của Đức Chúa Trời. Xin hãy giải cứu tôi. Các bạn đang xem một sư TV Joshua đang cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ để chữa lành cũng như giải cứu linh hồn, giải cứu bệnh tật, giải cứu khỏi quyền lực của sự tối tăm trong danh Chúa Giêsu Christ. Cảm ơn Chúa Giêsu. Vemos a esta mujer recibiendo su sanidad de una osteoartritis por ambas rodillas. Estuvo sufriendo de esto por 4 años. Vemos cómo el hombre de Dios se encuentra administrando sanidad en su vida. Ella ahora puede caminar de su testimonio. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you, Jesus. Xin hãy giúp tôi, hỡi người của Đức Chúa Trời. Tôi khó đi đứng bởi vì bệnh viêm xương khớp ở đầu gối cũng như ở cổ, làm cổ tôi cứng. Đã được 16 năm rồi. Xin hãy giúp tôi, hỡi người Đức Chúa Trời. Tôi đến từ Úc Châu.
femme souffre de difficultés à marcher, de l'ostéoarthrose des genoux et des pieds. Utilisant une genouillère, elle souffre aussi de raideur du cou, due à l'arthrose de son cou qui est inflammé et aussi de ses épaules. Elle vient de l'Australie. Vemos como el hombre de Dios ministra sanidad en la vida de esta mujer que tiene dificultad para caminar debido a una artritis. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Please, man of God, please help me. Xin người Đức Chúa Trời hãy giúp tôi. Tôi đã không đi được 3 năm rồi. With thoracic spondylosis, and I've been serious arthritis problem. They have recommended the hip replacement with about 2.5 million, but I've exhausted myself financially. I've been going from one hospital to the others. Without, please, man of God. Please, man of God. Xin hãy giúp chồng của tôi. Chồng của tôi không đi được bởi đau đầu gối. Ông ấy không thể làm được bất cứ điều gì. He cannot do anything for himself. He was placed on rib replacement, which will cost me about 2.5 million. He has been like this several years. Ông cũng bị bệnh đau cột sống, bị bệnh gai cột sống, và ông cũng chuẩn bị cho giải phẫu hai đầu gối. Các bạn đang xem một sư thi vì Joshua đang cầu nguyện giải cứu cũng như chữa lành bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Đức Chúa Trời không muốn mỗi linh hồn bị hư mắt đời đời, nhưng muốn mỗi người đều ăn năn. Amen. Le habían agendado ya những phép lạ là bằng chứng Chúa Giêsu vẫn sống, và Ngài muốn mọi người ăn năn và đến cùng Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ, amen. Dans l'incapacité de pouvoir marcher, nous le voyons recevoir la prière au travail des facultés de l'homme de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train d'opérer le miracle dans son système. Dans quelques instants, nous allons voir comment il va pouvoir se déplacer sans aucune assistance, pouvoir marcher pour la première fois depuis plusieurs années, depuis plus de 3 ans. Il est dans l'incapacité à pouvoir marcher. Vemos aquí el hombre de Dios ministrando sanidad, este hombre que tiene una imposibilidad para caminar debido a una severa espondilosis torácica. Este hombre le habían agendado reemplazarle la cadera. Tuvo con este problema por varios años, pero vemos aquí el hombre de Dios que se encuentra ministrando sanidad. Ông có cuộc hẹn để giải phẫu cả hai đầu gối và đang được chữa lành bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Ông đã không làm được bất cứ điều gì. Lưng của ông cũng bị bệnh gai cột sống. Ông cũng bị bệnh đau hông nữa. Toda imposibilidad para caminar es echada fuera en el nombre de Jesucristo. Luego la oración del profeta Tibi Yosha. Bên hông của ông cũng bị đau. Empieza a tener movilidad en su cuerpo. Vemos cómo está recibiendo la sanidad de parte del profeta Tibi Yosha luego de su oración. Chồng của tôi bây giờ đi lại được rồi. Cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you, Jesus. Only deep. Grâce à mon Dieu, nous voyons faire ses premiers pas. Thank you, Jesus. My husband can walk now. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. He can use his legs to walk. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My husband can walk now. Thank you, Jesus. Le voyons maintenant pouvoir marcher. Các bạn đang xem một người đàn ông bị bệnh hernia. My husband can walk now. Thank you, Jesus. Gọi là bệnh thoát vị bạng, tức là trong bụng bị mỏng và bị gần như bị bể ra, bị lòi ra ở bên trong bụng dưới làn da. Cet homme souffre de l'hernie. Nous voyons sur son bạng. Il vient de l'Italie. Đang được chữa lành bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh qua danh Jesus Christ. Amen. Một người khác cũng bị bệnh, có sợi dây ở dưới lưng quần ông, có một ống dặn ở dưới lưng quần ông.
Hãy giúp tôi, người Đức Chúa Trời. Man of God, help me. I cannot. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Help me. I cannot. Một người có nang đề ở lưng. Đang được chữa lành bởi Đức Chúa Thánh Linh trong danh của Chúa Giêsu Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Một người khác có nang đề ở cổ. Nous voyons cet homme en train d'être recevoir la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ à travers les facultés de l'homme de Dieu, libérant de son affliction. Nous voyons porter une minerve et aussi un corset lombaire spécial qui enveloppe son corps. Ngay bụng ông cũng đeo dụng cụ hỗ trợ cho lưng. Amen. Và đang được tháo ra. Ông đã hoàn toàn được lành trong quyền năng của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Have an awareness on me. Help him, man of God. Một sư TV chót xua thường nói rằng ánh sáng của Đức Chúa Trời giống như tia sáng, tia sét đánh xung quanh người ông đã phát ra và đụng chạm đến tất cả những người bị bệnh và họ được lành. Đó là tia sét, tia sáng của Đức Chúa Trời toàn năng. Đó là quyền năng của Đức Chúa Giêsu quyền năng trong danh Chúa Giêsu Christ. Ông thường nói rằng không cần phải đụng tay chỉ là giúp cho người bệnh có thêm đức tin. Nhưng bởi ánh sáng, mọi người có thể được lành ngay cả khi họ ở nhà mà không cần phải đụng chạm. Chỉ cần có đức tin thì mọi người sẽ được lành. Bởi vì họ được lành qua danh quyền năng và quyền uy của Chúa Giêsu Christ. Danh Chúa Giêsu Christ có quyền năng chữa lành và giải cứu. Tôi đã bị bệnh 3 năm rồi. 3 năm. I am in pain for the past 3 years. I cannot do anything for myself. Observamos a esta mujer que tiene imposibilidad para caminar, dificultad para caminar, está recibiendo su sanidad. Xin hãy giúp mẹ của tôi. Help my mother, man of God, help my mother. Cảm ơn Chúa Giêsu. Help my mother. She has back problem and the swelling in there. Man of God, help me. Man of God, help me. This is for healing my mother. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I can walk now. I can walk now. For more than 2 years now, I can walk now. Thank you, Jesus. Que recibió su sanidad luego de 2 años con dificultad para caminar. Seguimos observando al hombre de Dios. Tôi là người phục vụ trong quân đội. Hiện tôi bị đau lưng. Tôi không thể mang bất cứ vật điều gì nặng. I was an attorney in the military in Botswana. I cannot walk around easily and I cannot bend and even carry. Tôi không thể đi đứng đàng hoàng, cũng không thể cúi xuống được. Xin hãy giúp tôi ở người Đức Chúa Trời.
escuchamos a este hombre que sufre espondilosis lumbar por 9 años y está usando un corsé lumbar. Vemos como el hombre de Dios se encuentra ministrando sanidad, como todo espíritu de enfermedad en su vida está saliendo fuera en el nombre de Jesús. Cảm ơn Chúa Giêsu, tôi đã được lành. Cảm ơn Chúa Giêsu, tôi đã được lành. Ha recibido su sanidad en el nombre de Jesús. Espectador, recuerde, la distancia no es una barrera. With partial ligament, all my colleagues are in the camp. I cannot play football anymore. Amen. Amen. La administración de este futbolista que tiene una lesión en su pierna. Mục sư TV Joshua thường nói rằng phép lạ, dấu kỳ và phép lạ giúp đức tin chúng ta tăng trưởng. Bởi nhìn phép lạ mà đức tin của chúng ta tăng trưởng. Phép lạ không phải là để biểu diễn, nhưng để giúp đức tin của chúng ta được tăng trưởng. Amen. Et c'est d'un kyste au niveau de la jointure, de l'articulation du genou. Souffre de l'échec dans sa carrière. Phép lạ là bằng chứng Chúa Giêsu vẫn sống hôm qua, ngày nay và đời đời không hề thay đổi. Amen. Este futbolista está recibiendo ministración, está recibiendo su sanidad de un rompimiento de ligadura en sus rodillas. Observe la administración en el nombre poderoso de Jesucristo. Ông cũng nói rằng để duy trì sự chữa lành, chúng ta phải đi theo đấng tạo hóa, đấng là đấng dựng nên trời và đất, là đấng duy nhất có thể duy trì sự chữa lành của chúng ta. À cause d'un twist du ligament du genou. Man of God, help me. Cảm ơn Chúa Giêsu. Bây giờ tôi có thể làm được. Bây giờ tôi có thể làm được điều này. Cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. I can't do this before. I can't do this before. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. I'm healed. Man of God, help me. Help me, man of God. I'm high blood pressure. High blood pressure and the whole body is pain. And the legs. Cet homme souffre de gonflement des jambes. Il utilise justement des bas de contention pour pouvoir supporter sa jambe. Je lui ai recevoir la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Il a été complètement libéré. Este hombre recibió suministración, sanidad de piernas inflamadas y un problema en sus riñones. Observe cómo está recibiendo su sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Chúng ta đang xem một người có nang đài ở cổ chân đã được chữa lành trong danh của Chúa Jesus Christ. Jesus, thank you, Jesus, I'm free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Chúa Giêsu. I'm free. Yes. Please allow them to go. Hãy để họ được nghỉ ngơi. So when you begin to allow them to say, thank you, Jesus, I'm free, and do it, bạn, you are doubting God. And God is not a man. God say, you are here, you are here. Khi Chúa Trời nói các bạn được lành thì các bạn được lành hoàn toàn. Khi bạn đứng đó mà làm những động tác để thử xem mình có đã được lành hay chưa thì bạn đã bày tỏ sự đa nghi, sự nghi ngờ. Yeah. Now I want to touch you.
Tôi muốn đụng chạm các bạn, cầu nguyện cho các bạn, nhưng sẽ không làm được hết. Nhiều người trong các bạn sẽ được cầu nguyện sau buổi giờ thờ phượng ở ngoài bên kia. Khi bạn được đụng chạm, có nghĩa là tất cả mọi bệnh tật đều bị tháo gỡ, tháo bỏ. Tất cả mọi sự thụt lùi trong cuộc sống bị tháo bỏ. Bạn đã nhìn thấy những điều gì xảy ra bên kia rồi chứ? Mặc dầu bạn ở đây không có bệnh tật ở ngoài thân xác, thân thể, nhưng bạn vẫn có điều gì đó sai chặt ở bên trong lòng. Nhưng Chúa trời muốn chữa lành, cầu nguyện cho những người bệnh tật bên kia trước, để giúp các bạn ở bên đây nhìn thấy Chúa trời có khả năng làm được điều gì cho các bạn. Nhiều người các bạn ở đây có năng đề lớn hơn là kể cả bệnh tật ở bên kia. Nhưng khi các bạn được đụng chạm cầu nguyện, thì ngay cả kinh doanh của bạn ở nhà cũng được đụng chạm. Như tôi đã nói với các bạn là những gì các bạn thấy là giúp đức tin của các bạn tăng trưởng. Vậy các bạn đã tăng trưởng đủ đức tin chưa? Các bạn đã thấy khi họ được cầu nguyện, đặt tay cầu nguyện, thì họ được lành ngay lập tức. Cách mà các bạn phản ứng sẽ khác với cách phản ứng của người khác. Nhưng nếu các bạn mong muốn được có phản ứng giống như người kia thì các bạn đã không hiểu, đã mất. Bạn nghĩ rằng mình phải nhảy vòng vòng như thế này thì như vậy mới được chữa lành. Tại sao tôi không quay vòng vòng như thế này? Khi bạn nghĩ như vậy là bạn đã thua. Bạn đã mất đi bằng ân phước. Bởi vì mỗi người có sự phản ứng khác nhau. Hãy để tôi cầu nguyện cho các bạn. Các bạn sẽ nhận được sự chữa lành. Nhưng điều tôi mong đỡ các bạn là hãy duy trì sự chữa lành. Hãy duy trì sự chữa lành. Tôi không hỏi bạn sẽ được lành hay không, bởi vì bạn sẽ được lành. Nhưng tôi cầu xin các bạn hãy duy trì sự chữa lành. Vợ của ông đâu? Bởi vì tôi thấy có năng đề. Vợ tôi đang ở nước Mỹ, USA. Chúng tôi đã ly dị rồi. Điều này đã ảnh hưởng đến ông rất nhiều. Vấn đề mà các bạn thường đối diện trong hôn nhân là thái độ. Thái độ là thời điểm có đúng chưa? Có phải là thời điểm của Đức Chúa Trời muốn hay là không? Chúng ta thường đón xét hôn nhân chúng ta bằng các năng đề. Khi có năng đề trong hôn nhân, chúng ta nói rằng đó không, hôn nhân này không phải đến từ Chúa Trời. Không phải vậy đâu. Chúng ta đo lường hôn nhân bằng các năng đề. Khi sự hôn nhân đối diện những thách thức này nọ, thì chúng ta nói rằng đó không phải, hôn nhân này không phải từ Đức Chúa Trời, không phải là duyên phận. Trên thực tế, 90% các năng đề trong hôn nhân là hôn nhân từ Đức Chúa Trời. 90%. Thực tế, những năng đề trong hôn nhân là bằng chứng rằng hôn nhân đó đến từ Đức Chúa Trời. Bạn có muốn tôi nhắc lại không? Cái hôn nhân mà đối diện với thách thức lớn cho thấy đó là đến từ Đức Chúa Trời. Vì chúng ta nghĩ rằng cái hôn nhân có nhiều thách thức như vậy thì là không phải từ Đức Chúa Trời. Nhưng không phải đâu. Trái lại, đó là dấu hiệu nó là từ Đức Chúa Trời. Và tất cả các thách thức, thử thách trong hôn nhân đều là có lỡ. Mỗi thách thức trong hôn nhân thì sao ạ? Thì làm cho tốt hơn. Hàng ngàn hôn nhân ngày hôm nay đều bị ly dị, ly thân.
have been separated, divorce, just nang đài, trouble, nang đài, trouble. Nang đề chỉ một nang đề ít nhỏ vậy thôi là họ đã ly dị, chỉ một chút xíu khó khăn là họ ly dị. Và chỉ khi bạn rời khỏi hôn nhân đó thì mới nhận thấy rằng đây là một sự lầm lỗi. Until you leave that marriage before you know that this is a mistake. Bởi vì người mà các bạn tái giá sẽ cho các bạn thấy rằng người mà bạn đã bỏ là tốt nhất. The one you are going to will tell you that the one you left is better. Người mới mà bạn gặp sẽ cho bạn nhận thấy rằng người cũ mà bạn bỏ lại là tốt hơn. Vấn đề là các bạn đã gặp nhau như thế nào? Có người gặp nhau ở ngoài đường, có người vì nhan sắc, gặp nhau vì có tài ăn nói giỏi, gặp nhau vì giàu có, vì vẻ bề ngoài, gặp nhau vì địa vị thân thế. Đó là những nguyên nhân mà nhiều người đã hút kết hôn. Vì người nữ xinh đẹp, vì người đàn ông giàu có đẹp trai, vì học giỏi, vì thân thế, vì vẻ bề ngoài. Vấn đề là cách chúng ta gặp nhau như thế nào. Đó là những mục đích, những căn bản mà thường thường chúng ta đã kết hôn. Người là ai? Nói lên. Tôi muốn gặp lại anh bởi vì đứa trẻ này. Ok. Khi hai người ly dị nhau thì vẫn còn có một đứa con trai. Tôi muốn gặp lại anh sao bởi vì đứa trẻ trai này. Cảm ơn người Đức Chúa Trời. Anh phải thắt khe chăm sóc đứa trẻ này. Bởi vì khi còn là bé, em bé, đứa trẻ này đã có những dấu hiệu. Và điều thứ hai, đó là nợ nần. Vâng, nợ nần rất là lớn. Ok, vì vậy tôi muốn gặp anh lại sao. Có một sự thách thức lớn trong thể xác, trong dòng dõi gia đình. Dạ vâng. Đó là con trai của tôi. Tôi đã nói rằng có nam đề về thể xác trong gia đình. Và điều đó đã ảnh hưởng đến bộ não của anh ấy. Dạ, dạ đúng. Ôi, người Đức Chúa Trời. Anh ấy không thể tập trung trong việc học hành được. They throw a big ball, shot put on him. He's not concentrating anymore in this school. That's why I say it has affected the brain. Đó là điều tôi đã nói ảnh hưởng đến bộ não của anh ấy. It is family problem. Tôi đã nói đây là nan đề trong dòng dõi gia đình. When they bend down, they handle like this, or they walk like this, or they something like that. Con người thì đi như thế này, đi như thế kia. It's a syndrome in the family. Đó là dấu hiệu the brain of this boy, your son. Ảnh hưởng bởi bộ não. Có nhiều thế khi anh ấy hành xử như đứa trẻ 2 tuổi. Dạ phải. Hãy đi và chờ tôi. Đừng lo lắng. Nếu tôi tiếp tục nói chuyện như thế này thì tôi sẽ không hoàn tất được hai hàng ghế đầu này. Vậy hãy chỉ để tôi đụng chạm các bạn. Khi tôi đụng chạm các bạn thì bất cứ nan đề nào đều sẽ được bao gồm.
và thỉnh thoảng có những sự hiện thấy trong giấc mơ của các bạn, xảy ra trong giấc mơ của các bạn. Bởi vì nếu tôi cứ tiếp tục nói tiên tri như thế này thì sẽ không hoàn tất được hai hàng ghế đầu này đâu. Vậy thì các bạn muốn tôi làm như thế nào? Bởi vì thời gian. I just want to talk because of time, brother. Vì thời gian không có nên những người bạn nào, các bạn nào có trường hợp trầm trọng thì tôi sẽ gặp các bạn lại sau. Ok. Vì có nhiều điều có lẽ tôi cần phải làm thêm hơn là những gì tôi sẽ làm bây giờ. Nhiều khi chỉ đụng chạm tại đây thôi thì cũng không có đủ, nên còn nhiều việc khác cần phải làm. Một số các bạn là như vậy đó. Tôi cần phải làm nhiều hơn chỉ hơn là chỉ việc đụng chạm. Một vài các bạn cần sự cố vấn đặc biệt, cần phải nhận một số sứ điệp đặc biệt. Amen. Ok. Các bạn có thể trở lại để làm chứng lại những ơn phước Chúa làm các bạn. Ta là tà linh giới hạn, hạn chế. Đừng để người này tự do. No. Đừng để người này được tự do. Chúng ta có thể nhìn thấy được mọi sự. No. Don't allow this man to be free. Because if you allow him to be free. Có bao nhiêu các ngươi trong thân xác này? Chúng ta có 7 đứa. Đứa thứ nhất là ai? Là một ông già. There is an old man in him. There are two persons. You see, you guys are troubling me. Yes, we killed his parents. Đừng để ông ấy được tự do. Chúng ta đã ngăn cản sự nghiệp của anh ấy. Chúng ta đã không để cho anh ấy đi đâu cả. Anh ta có thể làm mọi sự. So he went to buy cattle, put them there. Then we realized that once we allow him to prosper, we won't be able. Và anh ta đã đi đến một nơi và chúng ta đã ngăn cản anh ấy vì chúng ta không muốn anh ấy được thịnh vượng. Chúng ta đã sử dụng một người phụ nữ để nhập vào anh ấy. Hãy nói ra. Sommes la section de délivrance, sans même l'homme de Dieu en train de toucher le visiteur international. Người là ai trong thân xác này? Vous êtes de recevoir délivrance, guérison, bénédiction que Dieu a en magasin pour eux. Người là ai? Hãy nói ra. Người đã làm gì cho cô ấy? Observe la manifestación de espíritus inmundos que nos soporta el poder en el nombre de Jesús. Có bao nhiêu các ngươi trong thân xác này? El profeta Tim Jordan se encuentra ministrando liberación, sanidad. Progreso en la vida de todos sus visitantes internacionales en el nombre de Jesús. Các bạn đang xem quyền lực của ma quỷ đã biểu lộ qua con người. Thì một sư Ti Bichoso cầu nguyện đụng chạm trên họ. Adiós.
Quyền lực của sự tối tăm đã được phơi bày dưới ánh sáng của Đức Chúa Trời. Trong danh của Chúa Giêsu Christ. Ta đã phá hủy cô ấy. Ngươi làm sao nhập vào cô ấy và giấc mơ? Madam, bà có một lá thư ly dị, hãy đem nó ra đây. Và cô, đứa gái trẻ, có một người đàn bà có tờ giấy ly dị ở bên trong túi của cô, bên tiểu đường nằm trong gia đình của cô. Đứa trẻ của cô cũng đã bị nhiễm. Dạ, thưa người Đức Chúa Trời, cô ấy đã bắt đầu tiêm thuốc. Bệnh tật này đến từ ở trong gia đình, ok? Đừng lo lắng, tôi sẽ gặp cô lại sau. Cảm ơn, madam. Có một nan đề trong gia đình của cô. Cô rất là đơn cô. Sống một cuộc đời cô đơn. Dạ. Come on. Đây là một thần linh chồng, người chồng. Người đàn bà có giấy tờ ly dị. Divorcing letter. Come on. L'homme de Dieu est à la section de délivrance entre certaines paroles prophétiques à nos visiteurs internationaux. On a dit à cette femme auparavant, il y a une lettre de divorce. Et cette femme qui vient juste de se manifester disant qu'elle a l'esprit de mari spirituel, mari de nuit. Các bạn đã nghe lời tiên tri của một sư thi đi chót xua về một người phụ nữ cầm giấy tờ ly dị trên tay, và khi đã được cầu nguyện đụng chạm bà ta biểu lộ một tà linh người chồng. Có nghĩa là cô ấy sẽ không thương người chồng thật sự của mình vì trong người cô ấy có một người chồng khác là tà linh. Ngươi đã làm gì cho hôn nhân của cô ấy? Observe cómo el poder de las tinieblas está siendo expuesto y derribado por el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, a través de la vida de su siervo y profeta TV Joshua. Televidente, conéctese. Ông có thể nói gì về vợ của mình? Cô ấy hành xử rất là lạ. Tôi có thể thấy những hành động lạ trong cô ấy mỗi khi tôi bắt đầu nói chuyện với cô ấy. Cô ấy là vợ của tôi. Các bạn đang xem tà linh tối tăm đang được phơ bày dưới ánh sáng của Đức Chúa Trời, dưới ánh sáng của Đức Chúa Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu Christ, qua sự đụng chạm cầu nguyện của một sư TB Joshua. Đây là những tà linh đã xâm nhập vào con người và hủy phá hôn nhân, gia đình, cũng như gây bệnh tật. Có bao nhiêu các người trong thân xác này? I will not speak. She said, "Destiny child."
This is Destiny Child! You have no hiding place. Speak up! How many of you are in this body? Every time, Onyeste! What do you mean by that? Every time, Onyeste! She's making noise all the time! Calling God! Onyeste! Các ngươi không thấy cô ta có sự sáng sao? Cô ta tối ngày cầu nguyện. Cô ta là một sự sáng lớn. Mỗi ngày cô ấy cầu nguyện. Chúng ta không thích điều đó. Ngươi là ai trong thân xác này? Người đã làm sao nhập vào thân xác này? Người đã làm gì cho hôn nhân của cô ấy? Người là nguyên nhân. Bạn ta là nguyên nhân. Làm sao người nhập vào thân xác của cô ấy? Ta đã làm cho gia đình bị thất bại. I gave the family to be having failures. I don't want her to succeed. Ta không muốn gia đình được thịnh vượng, thành công. Ta đã nhập vào cô ấy qua gia đình bên mẹ. Qua mẹ của cô ấy. Ta là một người cứng rắn, một người mạnh mẽ. A strong man. I'm the strong man. I am a strong man. Spiritual husband. La place de ses enfants. La place de ses enfants. La place de ses enfants. Không có sự hôn nhân. Ça ne me regarde pas ce mariage. Ça ne me regarde pas, me l'a donné. Cô ấy là vợ của ta. Ta đã nhập vào cô ấy từ khi mới sinh ra. I'm in here since her birth. Televidente, observe cómo el poder de las tinieblas, el reino de las tinieblas. Chúng ta đang xem tà linh của sự tối tăm đã được phơ bày ra trong ánh sáng của Đức Chúa Trời qua quyền năng Đức Thánh Linh trong danh Chúa Giêsu Christ bởi sự cầu nguyện của một sư TV chót xô. Những tà linh phá hại hôn nhân, đời sống, sự nghiệp và gây bệnh tật.
délivrances sont toujours en train de s'opérer au milieu de nos visiteurs internationaux. Chúng ta đang nghe thông dịch lại từ nhiều thứ tiếng. Thứ tiếng nước khác nhau. Vous simplement de méditer dans votre cœur et de croire que la puissance de Dieu peut vous toucher là où vous vous trouvez en cet instant même. Qui d'autre peut justement le faire? Ce n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de Christ, ces personnes sont délivrées, guéries et bénies. Vous pouvez bénéficier de cette même grâce dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Kinh Thánh đã nói rằng ma quỷ chỉ đến đánh cắp, giết và tiêu hủy. Nhưng Chúa Giêsu đến để ban cho chúng ta sự sống và sự sống dư dật. Đức Chúa Trời không muốn mỗi linh hồn đều bị hư mắt đờ đờ, nhưng muốn mọi người phải ăn năn. Người là ai trong thân xác này? Người đã làm gì đời sống của cô ấy? Làm gì trong đời sống của cô ấy? Ta đem bệnh tật đến cho cô ấy. Ngươi là ai trong thân xác này? Hãy tránh xa ta. Ngươi là ai trong thân xác này? Chúng ta là có nhiều. Chúng ta là nhiều người, nhiều đứa. Ta đã phá hủy gia đình của cô ấy. Cô ấy chỉ cố gắng và cố gắng, nhưng ta đã hủy phá gia đình của cô ấy.
nó làm sao xâm nhập vào cô ấy được. Cô ấy sẽ khóc và khóc. Ta đã đem sự đau đớn trên thân xác của cô ấy. Lần nữa chúng ta đang xem sự phơi bày của quyền lực tà linh trong thân thể của con người qua sự đụng chạm cầu nguyện của một sư TV Joshua. Bởi ánh sáng của Đức Chúa Trời, bởi quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh, trong danh của Đức Chúa Giêsu, là đáng chữa lành, giải cứu và cứu rỗi linh hồn. Espectador, usted está viendo al hombre de Dios ministrando liberación, sanidad, progreso en el nombre de Jesucristo aquí en la sinagoga iglesia de todas las naciones. Recuerde, la distancia no es una barrera. Usted le puede poner la demanda a la unción. Manténgase conectado y reciba su liberación en el nombre de Jesús. Chúa trời không muốn mỗi linh hồn bị hư mắt đờ đờ, nhưng muốn mọi người đều ăn năn. Jésus-Christ a payé le prix pour nous à la croix du calvaire afin que nous soyons spirituellement sauvés et physiquement guéris. Ma quỷ tà linh đến để đánh cắp, giết và hủy diệt. Thiên Chúa Giêsu đến để ban cho sự sống và sự sống đời đời và sự sống dư dật. Hommes et ces femmes venus de différents pays du monde. Aujourd'hui, ils sont en train d'être délivrés complètement des esprits méchants qui les tourmentaient, les torturaient. Aujourd'hui, c'est la fin de leurs problèmes, de leurs troubles, de leurs persécutions, de leurs tribulations, qu'il y a une fin à toutes choses. Rappelez-vous que la meilleure reste encore à venir. Người đã làm gì cho cô ấy? Ta đã tan phát, đã phân tán mọi thứ. Người đã làm gì cho hôn nhân của cô ấy? Ta đã phá hủy cô ấy. Có bao nhiêu các ngươi trong thân xác này? Chúng ta là nhiều người. Ta là kẻ hủy diệt. Ngươi đã làm sao nhập vào cô ấy? Ta ghét mọi thứ về cô ấy. Và ta đã nhốt mọi thứ vào trong một cái lồng. Cô ấy không thể thịnh vượng và thành công. La puissance de notre Seigneur Jésus-Christ en action, dans la vie de cet homme.
de recevoir sa délivrance. Un simple toucher suffisant. Mục sư TB Joshua thường nói rằng sau khi đã được giải cứu và chữa lành thì vai trò quan trọng nhất của mình là duy trì sự chữa lành và sự giải cứu. Nó quan trọng hơn là mọi thứ. Vì kẻ thù của chúng ta không muốn chúng ta được chữa lành và giải cứu. Nếu chúng ta đã được chữa lành và giải cứu thì nó sẽ đem điều tệ hại hơn, lớn hơn đến với chúng ta. Và đấng mà có thể duy trì sự chữa lành và giải cứu chúng ta chính là đấng là Đức Chúa Trời toàn năng, là đấng đã dựng nên trời và đất. Và trong danh Chúa Giêsu Christ mà chúng ta được duy trì trong sự chữa lành, duy trì trong sự giải cứu. Rappelez-vous que lorsque Dieu est au courant de votre situation n'échappera pas à l'onction de Dieu. Televidente, como usted puede ver en pantalla, el hombre de Dios está ministrando liberación y sanidad. Así que así como estas personas están recibiendo ese toque divino celestial, usted puede recibirlo desde donde quiera que se encuentre. Danh của Chúa Giêsu là một danh có uy quyền và quyền năng. Bởi đức tin trong danh ấy mà mọi người khắp nơi, ngay ở nhà, ở trong phòng, có thể được chữa lành và được giải cứu tại chỗ tự một mình mà không cần đụng chạm cầu nguyện bởi bất cứ ai. Vì Chúa Trời là Linh, Ngài có mặt ở khắp mọi nơi. Và đức tin là điểm nối tiếp giữa tâm linh của mình và Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Recuerde que la distancia no es una barrera, se puede recibir desde donde quiera que se encuentre. Chúng ta có hai đứa ở trong thân xác này. Chúng ta là một con rắn và một con chó nhỏ. Mười bảy năm qua cô ta cố gắng muốn có đứa con nhưng không có. Ta đã đem bệnh tật đến cho cô ấy, bệnh tiểu đường. Cô ấy đau bụng. Ta đã hủy phá hôn nhân của cô ấy. Cô ta bây giờ không phải là không là gì cả. Ta đã nhập vào cô ấy khi cô ấy được sinh ra.
người thứ hai trong ngươi là ai? Nói ra. Please leave me alone. Okay, my phone talk. Hôn nhân cô ấy thế nào? Không còn gì nữa. Nothing. Ta đã làm cho ấy cô ấy cay đắng. I told you I'm bitter. Ta đã đánh đập cô ấy. Ta là Tà Linh người chồng. Cô ta không thể nào được thịnh vượng. Cô ta không thể có con. Người đã làm thế nào vào cô ấy? Ta đăng nhập vào cô ấy từ dòng dõi người mẹ. Ngươi đã làm gì hôn nhân cô ấy? Ta đã phá hủy mọi thứ. Ngươi là ai? Ta là một người mạnh mẽ, a strong man. Ta đã phá hủy chồng cô ấy và anh ấy sẽ bị chết. Làm sao ngươi vào được cô ấy? Ta đã nhập vào cô ấy như một người đàn ông. Chúng ta là có nhiều. Chúng ta là nhiều người, nhiều đứa, nhiều Tà Linh. Chúng ta đã hủy phá và phân tán mọi thứ. Chúng ta giết. Hắn ta luôn luôn cầu nguyện, nhưng chúng ta đã giết vợ của hắn. Chúng ta đã dùng một người phụ nữ để nhập vào anh ấy. Có bao nhiêu Tà Linh trong người này? Ba là ba Tà Linh. Destroy Korea. What about this family? Destroy children. Woo! Shadows. Through the shadows. Ta là linh thần tượng. Ta là chồng của cô ấy. Tôi ước ao đụng chạm tất cả mọi người ở đây, nhưng tôi không phải là Chúa Trời, tôi chỉ là đầy tớ. Sau buổi thờ phượng, chúng ta sẽ có một buổi nhóm khác nữa.
tất cả mọi căn nguyên của sự thụt lùi, sự giới hạn, căn nguyên của mọi sự thất bại, thất vọng sẽ bị nhổ lên. Có một người phụ nữ kia, cô có một vật gì đó ở trong to tử, trong bụng. Bạn có sạn thẳng. Bạn quần áo màu vàng. Không phải cô. Cô cũng có vấn đề đó. Nhưng mà người mà mập mạp kia kìa. Ok, trường hợp của cô đã được ổn định. Có một người phụ nữ màu vàng. Vâng, đúng rồi. Cô có một sạn thẳng. Có một người phụ nữ kia, có một vật gì đó đang ra khỏi thân thể của cô. Có điều gì đó chảy ra từ tử cung của cô. Có máu chảy ra. Cô bận một đồ tối tối tròn lên áo trắng. Hãy đi ra đây. Có một người phụ nữ ở đằng kia. Cô đã đến đây cầu nguyện để chuẩn bị cho một buổi giả phẫu. Tôi muốn nói với cô ấy, cô rằng cô không cần giả phẫu nữa. Cô ở đằng kia. Có một người đàn ông kia, anh có bệnh ung thư ở hậu môn. Tôi nói rằng anh có thể đi phòng vệ sinh bởi vì anh đã được tự do, đã được chữa lành. Có một người đàn ông kia, anh đã đến đây một mình và anh mang một tà linh tà dâm. Tà linh này đã hủy phá gia đình của anh, nhà cửa của anh. Anh đã được tự do rồi. Chúa Trời đã giải cứu anh rồi. Một người đàn ông hãy đến đây. Trong giấc mơ anh nhìn thấy mình bị bắn. Anh gặp ác mộng và sự sợ hãi rằng nếu anh lái xe anh có thể gặp tai nạn. Điều này đã phân cách anh và những người thân yêu của anh. Có một người phụ nữ đằng kia, cô thường hay bị đái dầm. Đừng xấu hổ, đừng giấu nó, hãy ra đây. Sự đái dầm đó đã ngừng hẳn. Hãy ra đây, Đức Chúa Trời yêu thương cô. Có một người phụ nữ kia, cô đang bị giống như mũ chảy ra khỏi thân thể của cô. Đó là kết quả của sự giải phẫu mà cô vừa mới nhận được. Hãy ra đây, Chúa Giêsu yêu thương cô. Có một người phụ nữ kia, cô đã bị ngừng kinh nguyệt, nhưng bây giờ nó đã chảy ra rồi. Hãy đến đây, Chúa Giêsu yêu thương cô. Xin cảm ơn. Chúa Giêsu từ trời giáng sinh để cứu rỗi linh hồn. Ngài là đấng chữa lành, giải cứu, bẻ gãy rủa xả nhân quả, tha tội, làm mới lại cuộc đời, cung cấp mọi nhu cầu. Chớ than trách, nhưng hãy cầu nguyện, tin cậy vào vâng lời. Chẳng có sự cứu chuộc nào ban cho loài người ở dưới đất, ngoại trừ đấng Jesus Christ. Ngày nay, nếu chúng ta nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Amen. Nếu bạn muốn tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình, thì xin hãy lặp lại lời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy vào lòng con hôm nay, tha tội con, cứu linh hồn con, rửa sạch con bằng huyết quý báu của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh Ngài làm mới lại cuộc đời con, cứu chuộc con, chữa lành con, giải cứu con, trong danh Giêsu Christ. Amen. Sau đó, bạn hãy tìm đến một hội thánh nơi có lời kinh thánh giảng dạy và nơi có tình yêu thương thực hành với lời dạy. Vì bạn không thể lớn lên một mình, bạn cần mọi người xung quanh.
Để đức tin được tăng trưởng hàng ngày, bạn cần phải đọc lời Chúa chậm chậm, đọc đi đọc lại, suy gẫm, cầu nguyện theo lời Chúa, làm theo lời Chúa, giao phó mọi khó khăn cho Ngài và cảm tạ Chúa. Cầu nguyện thầm trong lòng 24 giờ trên 7 ngày, xin Chúa cắt khỏi con nhiều hơn và cho con Chúa nhiều hơn. Cắt khỏi con sự tổn thương, ghen ghét, ganh tị, cay đắng, không tha thứ, kiêu ngạo, tánh tư dục, và cho con nhiều hơn tình yêu của Chúa, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, tử tế, hiền lành, mềm mại, trung tín, tiết độ, thánh khiết, khiêm nhường của Chúa nhiều hơn. Amen.